thì khi mà hành giả niệm phong đẹp hay là thấy thấy hay là nghe nghe hay ngửi ngửi hay mùi mùi hay vị vị, thì khi mà chúng ta niệm một cái này ở đây chúng ta đang dùng thực tế, và khi mà chúng ta dùng thực tế như vậy thì chúng ta sẽ qua cái thực tế này, chúng ta sẽ thấy được cái chân thế, và trong cái thấy thì chúng ta khi mà chúng ta có chánh niệm, thì khi mà chúng ta niệm lúc chúng ta dùng cái ngôn từ thấy hay là nghe hay ngửi hay phòng hay sẽ, đó là chúng ta đang dùng cái ngôn từ thực tế để chúng ta ghi nhận các đối tượng. Tuy nhiên qua những cái ngôn từ thực tế này thì chúng ta sẽ thấy được cái thực tế hay là cái đặc tính thật của các pháp. Và khi mà chúng ta chánh niệm kịp thời, khi cái phòng nó vừa sân khởi hay cái sẹt nó vừa sân khởi, và trong cái nghe, cái ngửi, cái thấy hay nếm cái đụng của vậy, khi chúng ta thấy mà chúng ta niệm kịp thời, thì khi mà chúng ta niệm kịp thời thì chúng ta sẽ thấy được các yếu tố còn vật chất và tâm. Thì khi mà hành giả thấy phòng, thấy sẹt, thì cái phòng, cái sẹt đó là cái yếu tố vật chất. Rồi cái sự hay biết của chúng ta, khi mà nó tăng phòng lên, chúng ta biết phòng, chúng ta ghi nhận phòng. Và khi sẹt xuống, cùng sẹt xuống, chúng ta ghi nhận sẹt. Thì cái phòng, cái sẹt ở đây, nó thuộc về thực tế và nó thuộc về phần vật chất, và tâm chúng ta hay biết lên những cái sự vật đó. Sau khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính riêng, đó là sự căng cồng hay là sự giãn hay là sự co thắt, rồi cái sự chuyển động của yếu tố gió. Và trong khi hành giả nghe cũng vậy, thì chúng ta khi niệm nghe thì ở trong cái sự nghe này nó có ba nhị thức, màng tai và âm thanh của chúng ta. Khi mà chúng ta nghe đó thì cái sự nghe đó là do cái nhị thức nó nghe, chứ không phải là cái tôi này nó nghe. Và khi mà nó có âm thanh và cái sự phước tâm của chúng ta và có cái tai này, cho nên chúng ta mới biết được cái âm thanh đó. Thì nhị thức, màng tai và âm thanh nó thuộc về cái phần vật chất. Và khi ba cái pháp này nó gặp gỡ, nó tiếp xúc, thì cho nên nó mới sanh ra cảm giác và chúng ta cảm thọ tốt xấu, thích hay không thích sinh khởi. Khi mà giả chánh niệm trên cái sự nghe, và hôm nay đã có một vài hiền sinh mà trình pháp và đã nói về cái sự nghe này. Khi mà đang hình thiền quan sát thì lúc này âm thanh ở bên ngoài sanh khởi, và nhờ cái âm thanh này và các vị đã nghe và trước đây và đã nhớ được những cái lời của những cái âm thanh này, và khi nghe lại thì tâm của hành giả hướng đến, mặc dù cái chánh niệm nghe tuy nhiên tâm vẫn hướng đến âm thanh này. Và khi mà những cái bài hát này mà chúng ta thích vào trước đây và bây giờ chúng ta nghe lại, và chúng ta khi chúng ta hướng tâm tới thì cái tâm tham nó sinh khởi nếu như chúng ta không có chánh niệm. Nếu như hành giả không có cái sự hướng tâm tới thì như vậy chúng ta sẽ không nhận biết được cái âm thanh, mặc dù âm thanh đang sinh khởi trong lúc này. Vì có sự hướng tâm cho nên chúng ta mới biết được cái âm thanh. Khi mà hành giả ở liên tục trên
bụng. Thì như vậy, mặc dù có âm thanh, tuy nhiên chúng ta vẫn không có cái sự hướng tâm tới, thì như vậy chúng ta cũng sẽ không nghe. Còn khi mà chúng ta có sự hướng tâm thì chúng ta mới nghe biết được. Cho nên mặc dù chúng ta có màng tai, có cái âm thanh đó, tuy nhiên nếu như chúng ta không có sự hướng tâm thì như vậy chúng ta sẽ không nghe. Và cũng như vậy, khi hành giả chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên và giảm xuống ở bụng, mặc dù trong lúc này sự chuyển động phồng lên và giảm xuống nó đang có mặt, tuy nhiên tâm chúng ta không hướng đến đó và tâm chúng ta lại suy nghĩ, cho nên chúng ta không thấy được sự phồng lên và giảm xuống ở bụng. Và khi ba cái yếu tố vật chất này, ba cái đối tượng này nó thuộc về vật chất, và khi nó gặp gỡ thì cho nên nó mới tạo ra cái cảm giác chúng ta cảm thọ tốt hay xấu, thích hay không thích sự khởi. Và khi mà chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta nhận nghe rồi chúng ta thấy căng thẳng nó mất. Và khi chúng ta nhận nghe đó và chúng ta thấy được cái phần vật chất, bàn tay, âm thanh, thì những cái này thuộc về vật thể. Tuy nhiên khi mà chúng ta thấy được sau khi ghi nhận thì cái đối tượng này mất đi và một cái đối tượng khác sinh khởi, thì có khi là cảm giác đau hoặc không trần sinh khởi. Và có những vị hành giả chúng ta theo dõi cảm giác, và khi mà chúng ta cảm nhận cái đau, chúng ta ghi nhận đau cũng vậy, thì cái thân này nó đau và cái thân này nó thuộc về phần vật chất. Thì khi có cái sự xúc chạm của thân với lại cái sự xúc chạm, cho nên nó sanh khởi cái thân thức và chúng ta cảm nhận được cái đau khổ hay thọ lạc. Và vì có sự gặp gỡ của ba cái pháp này cho nên chúng ta mới có cảm giác. Nếu như không có ba pháp này thì chúng ta không hề biết được. Cho nên mỗi cái mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ chỉ thấy rằng chỉ có phần vật chất và tâm mà không có một ai ở đây cả. Và những cái yếu tố này khi mà chúng ta niệm ở trên đó, khi chúng ta niệm nghe hoặc chúng ta niệm thấy hay niệm vị vân vân, thì những cái này mang tính chất thuộc về thực tế. Tại vì chúng ta mượn những cái ngôn từ này để chúng ta ghi nhận. Và sau khi chúng ta ghi nhận nó và chúng ta thấy được rằng ba cái này, nhị thức, bàn tay và âm thanh, khi mà nó kết hợp thì cái tâm của chúng ta nó hay biết. Và bàn tay âm thanh này nó thuộc về phần vật chất, thì như vậy chỉ có hai pháp là thân và tâm mà thôi. Thì khi mà hành giả quan sát như vậy thì chúng ta mới thấy được thực sự là chỉ có danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm, và không có một cái con người hay tự ngã nào ở đây cả. Và vì từ trước tới giờ chúng ta cứ nghĩ rằng có một chúng sanh nào hay có một người nào đó đang nghe, đang thấy, cho nên là chúng ta chấp vào và rồi chúng ta thiền não. Nếu như chúng ta chỉ thấy được có bàn tay, âm thanh và nhị thức, thì như vậy chúng ta sẽ không có phiền não sanh khởi.
vì cái sự và kiến thấy sai của chúng ta, cho nên chúng ta mới chắc rằng có một cái người nào đó nói mình như vậy, người khác nói mình như kia. Khi mà chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ chỉ thấy được là có âm thanh và sự hay biết mà thôi. Và âm thanh nó thuộc về phần vật chất, và cái tâm hay biết của chúng ta nó thuộc về danh. Thì như vậy chỉ có thân và tâm hay danh và sắc mà thôi, không một ai ở đây hết. Cho nên khi mà hành giả chánh niệm thì chúng ta phải chánh niệm ngay khi đối tượng nó vừa sanh khởi. Nếu như chúng ta không kịp thời chánh niệm khi đối tượng sanh khởi thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được cái đặc tính riêng cũng như cái đặc tính chung của các pháp. Khi mà bộ phòng lên bắt đầu ngồi thiền xuống thì chúng ta theo dõi cái sự căng phòng, cái sự co thắt lại. Rồi khi suy nghĩ sắp khởi, chúng ta cũng ghi nhận cái suy nghĩ. Rồi khi thấy, chúng ta nhìn thấy khi nó vừa sắp khởi. Nghe, chúng ta cũng phải nhìn nghe. Và trong cái thấy thì chúng ta cũng biết rằng nhãn thức, cảnh sắc và mắt của chúng ta. Nếu như có cảnh sắc thì nghe mắt của chúng ta không tốt thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được. Nếu như chúng ta có mắt, chúng ta có cảnh sắc ở đó mà tâm chúng ta không hướng tới, thì như vậy cho dù nó có hiện hữu, tuy nhiên chúng ta vẫn không có thấy, vì tâm chúng ta không hướng tới. Thì như vậy cảnh sắc, mắt của chúng ta, nó thuộc về cái yếu tố vật chất. Và khi ba cái yếu tố cảnh sắc và nhận thức sanh khởi thì lúc này xúc sanh khởi và xúc sẽ duyên cho thọ. Ví dụ khi hành giả chúng ta đi kinh hành, và trong lúc chúng ta đi kinh hành mà chúng ta không chánh niệm trên sự chuyển động và trên bước chân của mình, mà chúng ta lại nhìn ngó cảnh này cảnh kia, cho nên là tâm tham, tâm sân sanh khởi. Cho nên sự gặp gỡ của ba yếu tố cảnh sắc, mắt của chúng ta khi thấy cảnh sắc và nhãn thức nó sanh khởi, và sự gặp gỡ của ba cái yếu tố này và là xúc mắt nó gặp gỡ, thì như vậy nó sẽ sanh ra cái cảm thọ. Cho nên là chúng ta thích và ghét sanh khởi. Nếu chúng ta có chánh niệm thì khi mà chúng ta thấy thì chúng ta nhìn thấy, thấy. Còn là trong lúc chúng ta nghe thì chúng ta nhìn nghe, nghe. Còn nếu như chúng ta không có cái sự ghi nhận kịp thời thì trong lúc chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nghe thì chúng ta ngửi mùi thì tâm cảm thọ nó sẽ sanh khởi. Và cái sự tốt xấu và rồi chúng ta thích hay không thích sự sống. Và đa phần hành giả chúng ta là chưa kịp thời chánh niệm được qua những cái giác quan của mình thì thấy phải nhìn thấy, thấy ngay khi nó vừa sanh khởi. Và khi nghe, chúng ta phải niệm nghe, nghe khi nó vừa sanh khởi. Và khi mà chúng ta nếm vị thì chúng ta cũng phải ghi nhận ngay khi nó vừa sanh khởi. Vì khi mà chúng ta không có chánh niệm cho nên là tâm tham, tâm sân sanh khởi khi chúng ta thấy và nghe. Và khi chúng ta chánh niệm được thì chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố vật chất và cái yếu tố tâm. Tâm là cái sự chi tiết đối tượng, và khi chúng ta thấy thì tâm nó biết là có cái sự thấy đó. Và cái sự thấy này sau khi chúng ta ghi nhận thì nó mất đi,
và một cái đối tượng khác đã sinh khởi. Thì cái đặc tính riêng ở đây, ví dụ khi chúng ta ăn một cái táo hay một cái xoài, thì như vậy chúng ta cảm nhận được cái đặc tính riêng của cái táo, đó là sự ngọt và chua. Và cái đặc tính chung của trái táo đó là sự giòn, cứng hoặc là xốp. Nó mang tính chung. Và cái đặc tính riêng này, chỉ khi nào chúng ta tự nếm vị của nó thì chúng ta mới biết được. Thì giống như hành giả, khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự tuôn chảy, cái sự tương sừng mềm, sự nóng, sự lạnh. Đó là cái đặc tính riêng của cái yếu tố tứ đại. Và sau khi các vị hành giả thấy được những cái đặc tính riêng rồi, thì chúng ta mới thấy được cái đặc tính chung. Đó là cái đặc tính vô thường, có nghĩa là cái sự thay đổi liên tục, sự khổ và sự chịu đựng không nổi, và cái sự vô ngã như là không kiểm soát. Hôm nay có một thầy giả trong trình pháp rằng khi mà con quan sát thì con quan sát cái đau, con thấy cái đau, có khi con quan sát được và có khi sao con thấy nó tăng, và lúc đó con nghĩ tại sao cái cơn đau này nó lại tăng như vậy, sao mà nó không giảm và bây giờ nó lại tăng thêm. Lúc ban đầu mẹ đã chứng nhận được vì cái cơn đau không dữ dội, tuy nhiên có khi nó thay đổi và nó tăng lên, và lúc này mình đã không chứng nhận được. Và lúc này chúng ta lại nghĩ rằng tại sao cơn đau nó lại tăng như vậy, và vì nó thay đổi cho nên nó không có ở một trạng thái cố định. Lúc thì chúng ta cảm thấy cơn đau nó không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều và chúng ta chánh niệm được. Tuy nhiên có lúc thì những cái cơn đau này nó làm cho chúng ta không thể chánh niệm được, vậy chúng ta không thể vượt qua được. Cho nên chúng ta thấy được sự khổ ở đây thì cái sự đau đớn này chúng ta không thể chịu đựng nổi. Cái sự chịu đựng không nổi đó là sự khổ. Và chúng ta muốn rằng mỗi cái thời điểm chúng ta cái cơn đau này nó đều diễn ra theo ý của mình, thì như vậy không thể nào. Thì chúng ta thấy được cái sự vô ngã, nó thay đổi theo cái bản chất của nó và không theo ý của chúng ta. Và không phải chúng ta chánh niệm được lần này rồi thì như vậy cơn đau này nó sẽ không trở lại. Và cái cơn hôn trầm cũng vậy, có khi thì hành giả chánh niệm được và có khi chúng ta không chánh niệm được. Và hành giả khi mà chánh niệm được thì chúng ta vui, còn khi mà chúng ta không chánh niệm được thì chúng ta buồn. Tất cả các trạng thái đều thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm được, chúng ta cũng biết chúng ta chánh niệm được. Khi chúng ta không chánh niệm được, chúng ta cũng biết chúng ta không chánh niệm được. Và khi bạn họ đang biết nó tăng hơn và chúng ta không thể chánh niệm được, chúng ta không thể vượt qua được, thì chúng ta ghi nhận những cái cảm giác đó. Và có những lúc thì chúng ta chánh niệm được dễ dàng. Khi chúng ta không có cái sự chánh niệm, cái sự ghi nhớ và sự quan sát, thì như vậy cái hoài nghi nó sẽ sanh khởi. Thì khi hoài nghi sanh khởi, các vị phải niệm trên cái hoài nghi đó. Khi
như mà chúng ta bị cái hoài nghi sẵn khởi và chúng ta lại suy nghĩ tại sao cái cơn đau này nó lại thay đổi nhiều có vậy mà chúng ta không thể chấp nhận cái cơn đau này. Cho nên nói như thế nào chúng ta quan sát nó như vậy và nó thay đổi, nó không theo ý muốn của chúng ta. Lúc này nó đau như thế này, lúc khác nó lại đau như thế khác, nó không đứng yên. Cho nên vì nó không đứng yên cho nên nó mới được gọi là vô thường. Và có những vị hành giả lúc đầu chúng ta không chánh niệm được, tuy nhiên sau một vài ngày thực hành với sự tinh tấn và chúng ta đã chánh niệm được, thì chúng ta sẽ hiểu biết được. Và khi mà chúng ta có cái chánh niệm rồi thì cái sự nhạy bén tâm của chúng ta nó sẽ sanh khởi và tâm của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn và nhạy bén hơn. Từ trước tới giờ thì mình không có chánh niệm cho nên là cái gì nó đến chúng ta không hiểu biết. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm thì cái gì nó sanh khởi trong thân và tâm mình đều hiểu biết một cách rõ ràng. Thì khi mà hành giả thấy được những cái đặc tính riêng thì chúng ta mới có thể thấy được cái đặc tính chung. Và nếu chúng ta chưa thấy được đặc tính riêng thì chúng ta không thể nào thấy được cái đặc tính chung được. Và đa phần thì chỉ chúng ta vẫn chưa thấy được cái đặc tính riêng, chỉ có một vài vị thôi. Và khi chúng ta thấy được đặc tính riêng thì có nghĩa là chúng ta đã phân biệt được đâu là danh và đâu là sắc. Thì chúng ta thấy được cái chân đế chứ chúng ta không ở trên cái thực tế. Tuy nhiên qua cái sự ghi nhận thực tế này thì chúng ta thấy được chân đế. Qua cái sự ghi nhận thông, qua cái sự ghi nhận sạc thì chúng ta mới thấy được cái sự hiện động, cái sự chi động của cái yếu tố gió. Hay là qua cái sự ghi nhận thở vô thở ra thì chúng ta cũng ghi nhận được những cái sự di động. Và khi hành giả chúng ta chánh niệm thì không phải chúng ta chỉ chánh niệm trên một đối tượng duy nhất mà thôi. Có những người hành giả chúng ta chỉ để ý đến hơi thở của mình thôi, ngoài ra những đối tượng khác chúng ta không chánh niệm. Và có những người hành giả thì chúng ta lại chỉ chánh niệm trên tâm thọ mà thôi, và những đối tượng khác chúng ta không chánh niệm. Chúng ta phải chánh niệm hết trên các đối tượng và không cần phải suy nghĩ đây là cái gì, đây là cái chi. Và chúng ta không cần phải phân biệt đây là thân, đây là tâm, đây là thọ, đây là pháp, mà tất cả những gì sanh khởi hành giả chúng ta đều phải ghi nhận. Thì như vậy chúng ta sẽ không bỏ sót bất cứ một giây phút chánh niệm nào. Thế như hành giả chúng ta nghĩ rằng hành giả chỉ hợp với cái phương pháp quán hơi thở, thế là hành giả chỉ hành giả hơi thở. Và có vị hành giả thì chúng ta quan sát bản thọ thì chúng ta chỉ quan sát bản thọ, thì như vậy chưa đủ. Bất cứ những cái đối tượng nào sinh khởi chúng ta cũng phải đều quan sát hết. Khi chúng ta chánh niệm được một cái thì những cái gì chúng ta cũng chánh niệm được. Và khi hành giả chúng ta chánh niệm trên cảm thọ thì khi mà tâm nó khó chịu sinh khởi thì như vậy nó sẽ phản ứng lên thân của chúng ta. Chúng ta thấy là tim đập nhanh,
hơi thở gấp rút hay là cái sự khó chịu và cái phần bực của mình, thì như là chúng ta quan sát cho nó. Thì chúng ta có cảm thọ và tâm nó hay biết cái cảm giác đó. Cho nên cái cảm thọ và tâm nó có cái mối tương quan với nhau. Khi chúng ta chánh niệm được trên cái cảm thọ thì như vậy chúng ta cũng chánh niệm được trên tâm, và khi chúng ta chánh niệm được trên tâm thì như vậy chúng ta cũng chánh niệm được trên cảm thọ. Và với những người thiền sư thì khi mà họ suy nghĩ hoặc là cái tâm bất thiện sanh khởi thì họ phát hiện được, tuy nhiên cái cảm giác ở trong thân thì họ không phát hiện được. Tuy nhiên khi mà họ chánh niệm được trên biết sự sâu thì như vậy cái cảm giác khó chịu trên thân nó cũng mất đi luôn. Và hành giả khi mà chúng ta chánh niệm được trên cái sự cảm ứng ở thân của mình thì như vậy cái tâm sân nó cũng mất đi. Cho nên là có hành giả nói rằng con không niệm được cái tâm khó chịu của mình, khi con quan sát được cái sự phản ứng của cái thân của con, nó bức rứt hoặc là nó tim nó đập nhanh hay là hơi thở bức rứt, thì hành giả quan sát được như thế này. Cho nên chúng ta chánh niệm được trên cái này thì chúng ta cũng chánh niệm được trên cái kia. Và sau khi mà hành giả chánh niệm được trên đó rồi, thấy nó mất rồi, thì chúng ta lại quay về lên sự chuyển động tâm thân và sự sống vào vùng. Thế nhưng mà chúng ta chỉ quan sát có một cái và chúng ta bỏ sót những cái kia thì như vậy cái sự chánh niệm của chúng ta không được liên tục. Thì khi chánh niệm không liên tục thì như vậy chánh niệm sẽ không vững chắc. Khi chánh niệm không vững chắc thì như vậy từ bình tâm sẽ không có. Và trong Kinh Tịnh Đạo nói rằng cái Pháp Na Định nó được hình thành bởi do cái sự chánh niệm liên tục của chúng ta trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Nếu chúng ta không duy trì được liên tục trên bốn đối tượng này thì sát na định sẽ không có mặt. Cho nên không lựa chọn bất kỳ cái đề mục nào để làm cái đề mục riêng cho mình hết, là chúng ta phải chánh niệm hết trên các đối tượng. Khi có hôn trầm đến khi nhận hôn trầm, và nếu như vị nào chúng ta bị cái pháp học nó làm cho chúng ta suy nghĩ, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta nó bị tạm ngưng, thì cái sự học hiểu của chúng ta. Hành giả phải nhớ rằng trong lúc thực hành thì chúng ta chỉ quay về quan sát những gì đang sanh khởi trong thân và tâm mình, chứ không phải ngồi suy nghĩ về tinh chúng ta đã học, những cái mà chúng ta đã học. Hãy quên hết tất cả những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang sanh khởi ngay trong lúc này mà thôi. Và ngay trong lúc này đó là gì? Chúng ta đang thở, chúng ta đang phóng tâm, chúng ta đang cảm giác, chúng ta đang nghe, chúng ta đang thấy, chúng ta phải chánh niệm trên đó. Còn cái mà chúng ta đã học, chúng ta phải buông qua một bên, chúng ta quay về tinh thân và tâm và chánh niệm trên đó. Thì như vậy sự thực hành của chúng ta mới được tiến bộ. Và cho nên những vị hành giả mới và chúng ta cũng chưa hề biết pháp học, cho nên hành giả rất là dễ dạy, cho nên sự thực hành có tiến bộ rất là rõ ràng qua những ngày thực hành. Thì chúng ta không bị mắc vào cái pháp học, thì chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chỉ thực hành theo lời hướng dẫn,
cái gì sinh khởi chánh niệm trên cái đó, cho nên hành giả đã có tiến bộ rất là nhiều trong cái sự thực hành. Và những vị mà các học chúng ta bị dính vào, cho nên là cái sự thực hành của chúng ta chưa được tốt. Chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ cái bài kinh này, suy nghĩ cái bài kinh kia, và trong lúc thực hành không phải là lúc để chúng ta ngồi suy nghĩ. Chúng ta phải chánh niệm liên tục trên các đối tượng. Khi có suy nghĩ, phải niệm suy nghĩ kịp thời kịp lúc, thì như vậy chúng ta sẽ mới thấy được cái đặc tính riêng và đặc tính chung. Còn khi mà hành giả hôn trầm, thì cái hôn trầm cũng là đối tượng để trích. Chúng ta chánh niệm, chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, à sao tôi lại ngồi đây tôi suy nghĩ hoài, sao tôi ngồi đây tôi không trầm hoài, như vậy là không được, không tốt, không bất thiện. Thì như vậy một loạt suy nghĩ của chúng ta sanh khởi, và những cái suy nghĩ này là toàn là suy nghĩ bất thiện vì có cái tôi ở đây. Chúng ta khó chịu, chúng ta không chấp nhận như thế này. Và hành giả phải biết được rằng phóng tâm chỉ là phóng tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tham chỉ là tham, sân chỉ là sân, mà nó không có một ai ở đây hết. Khi thấy tham sanh khởi ghi nhận tham, tham hay là thích, thích. Khi có sân hận sanh khởi ghi nhận thân sân hay là khó chịu, khó chịu. Sau khi chúng ta ghi nhận rồi chúng ta xem coi nó hết hay không, hết rồi chúng ta quay về từ chuyển động phòng lên và sẽ xuống vào bụng. Và đa phần các vị mà học pháp học là chúng ta bị rơi vào suy nghĩ, dính mắc vào pháp rất là nhiều, cho nên là không thực hành được gì hết, không chánh niệm được. Và chỉ những vị trên thực hành thực sự, chánh niệm thực sự, chúng ta mới tin niệm thực sự được. Chúng ta nghe hướng dẫn, chúng ta chỉ thực hành đúng như vậy. Cho nên ở trong phần đức pháp của con là e như pasco, thì đến để mà thấy thực hành phải thực hành, không phải vì chúng ta nghe mà phải do cái sự thực hành của mình, chứ không phải cho nghe cái này nghe cái kia ngồi suy nghĩ. Thì như vậy chúng ta không thấy bằng cái sự chánh niệm. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta chánh niệm thì chúng ta mới thấy được một cái tâm này nó sanh khởi lúc hồi nãy nó bất thiện, nó sơn lên thì chúng ta không có chánh niệm, rồi chúng ta niệm sơn sơn thì cái sơn nó hết. Thì như vậy chúng ta phát hiện được rằng cái tâm sau nó ghi nhận tâm trước, rồi cái tâm trước nó mất đi. Nhờ cái chánh niệm chúng ta mới biết, chứ không phải ngồi đây chúng ta ngồi suy nghĩ, à tâm này nó bất thiện, chúng ta phải loại trừ, thì lúc đó toàn là một loạt suy nghĩ. Nếu chúng ta không dùng chánh niệm ghi nhận trên đó, khi mà dùng suy nghĩ thì chúng ta sẽ không có thấy được như thật. Cho nên chúng ta phải quay về chánh niệm, không có ngồi suy nghĩ. Hãy quên đi những gì chúng ta đã được học, được biết, mà phải biết những gì đang sanh khởi ngay trong lúc này. Đó là điều quan trọng của thiền tứ niệm xứ. Và thực sự khi mà trước đây, khi mà được học pháp học ở trường, thì dạy pháp học quý vị, dạy tất cả kinh tục luận đủ hết. Và tuy nhiên khi mà đi thực hành rồi là dạy qua một bên hết quý vị, không có ngồi suy nghĩ những cái này, mà thực hành ngay những gì các vị thiền sư hướng dẫn cho mình, chánh niệm ở trên đó mà thôi, không có ngồi suy nghĩ. Thì khi như vậy đó thì chúng ta mới có cái sự tiến bộ trong sự thực hành. Còn khi mà chúng ta ngồi suy nghĩ không, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ. Cho
Cho nên các vị lưu ý, chúng ta phải chánh niệm và chánh niệm. Khi chánh niệm thì chúng ta mới hiểu được, không chánh niệm thì chúng ta sẽ không thấy được. Muốn hiểu được thì phải chánh niệm, không chánh niệm sẽ không thấy và không biết. Muốn thấy muốn biết phải chánh niệm. Và những cái việc mà chúng ta thực hành đó, nếu như chúng ta có chánh niệm thì trí tuệ sẽ sinh khởi, chúng ta sẽ không còn thắc mắc nào nữa cả. Và cái chánh niệm này nó sẽ là ông thầy của chúng ta sau này. Cho nên bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta có vị thầy hướng dẫn cho mình. Tuy nhiên sau khi chúng ta trở về cuộc sống của mình rồi, chúng ta vẫn cứ tiếp tục thực hành chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Thì như vậy sau này trí tuệ nó sẽ sinh khởi, và chúng ta sẽ biết được chúng ta nên làm gì và không nên làm gì. Cho nên cái chánh niệm nó là cái người bạn thân của mình, nó là cái ông thầy của mình. Chúng ta không nên bỏ chánh niệm. Còn ngay cả khi bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta học pháp mà chúng ta không chánh niệm, và bây giờ cứ đến thực hành hỏi cô ơi như thế này, cô ơi như thế kia mà chúng ta không chánh niệm, thì làm sao chúng ta hiểu được? Cho nên hãy nhớ là quay về chánh niệm, không có bị dính mắc vô bởi những bất cứ cái kinh nghiệm, những cái sự học hiểu của chúng ta, chúng ta phải quên mất. Và khi mà chúng ta qua đến ở bên kia thì ngay cả những cái sự thực hành này chúng ta cũng phải quên nữa, huống chi là những cái lý thuyết. Cho nên chúng ta không dính mắc vô bất cứ một cái gì chúng ta đã biết, mà phải quay về ngay hiện tại. Chánh niệm ngay trong lúc này nó đang sanh khởi cái gì, chánh niệm những cái đó, thì như vậy chúng ta mới thấy như thật. Và các vị biết rằng trong thời quá khứ của Đức Phật là có một cái vị tên là Chulapantaka. Là cái vị này 4 tháng và không thuộc lòng được 4 câu kệ. Quý vị, 4 câu kệ thì nó rất là ngắn, mà học 4 tháng không thuộc. Tuy nhiên khi mà gặp Đức Phật đó, và Đức Phật biết được cái vị này thích hợp với cái đề mục nào, cho nên là hướng dẫn cho vị này thực hành cái đề mục quán thân bất tịnh. Và sau khi quán thân bất tịnh thì vị này đã chuyển qua thiền quán và đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta học giỏi, chúng ta có trí nhớ là chúng ta sẽ thành thiền được. Còn những người nào không có trí nhớ, không học giỏi sẽ không thành thiền được. Thì như vậy chúng ta lại cái tôi, cái ngã mạn của mình lại sanh khởi. Và chúng ta bị những cái ngã mạn này là chúng ta không thể chánh niệm được. Và rồi chúng ta lại nghĩ rằng những cái người hướng dẫn của mình còn trẻ quá, không kinh nghiệm, cho nên chúng ta có hoài nghi và chúng ta không nghe theo cái sự hướng dẫn, cho nên là chúng ta cũng không thực hành được. Và quý vị biết rằng trong thời Đức Phật thì có một vị trưởng lão, ngài tên là Bodhisattva. Bodhisattva có nghĩa là rộng không, rộng tất. Và vị này rất là nằm lòng với tam tạng kinh điển pháp học, tuy nhiên không có sự thực hành. Cho nên là cái sự ngã mạn sanh khởi cho cái sự hiểu biết thông suốt pháp học của mình, và lúc nào cũng chỉ trích những cái vị pháp hành vì các vị đó không có pháp học, tuy nhiên các vị đó lại chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và đến khi một hôm thì Đức Phật kêu đến để mà khiển trách cái vị này, thì ngày Đức Phật ngày mới kêu đến là rộng tết bất cái lá, rộng tết bất cái lá. Nếu ngươi học mà ngươi không hành thì ngươi rộng tết. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình có học thì mình sẽ hơn những cái người thực hành.
cho nên phải áp dụng vào cái chánh niệm. Đừng suy nghĩ những cái gì mình đã biết, mà mình hãy ghi nhận những cái gì đang sanh khởi và cái điều quan trọng. Và lúc đấy thì cái vị này nghe xong thì vị cảm thấy hổ thẹn và bắt đầu muốn đi thực hành. Và lúc này các vị tiếp theo không ai muốn giải cho vị này về cái sự ngã mạn của vị này. Cho nên đến cuối cùng thì các vị đó đã tương tự chuyển cái vị này đến một cái vị sa di nhỏ tuổi, chỉ có 7 tuổi thôi, để mà học pháp. Một cái vị trưởng lão thông thạo tâm tạng như vậy mà phải bây giờ đi học thiền với một vị sa di, thì muốn học như vậy mình phải dẹp bỏ cái ngã mạn mình mới học được. Bây giờ cái ngã mạn mình lớn, mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, tuổi đời mình lớn hơn, tuy nhiên mình không có kinh nghiệm trong pháp hành, mình chưa chứng đắc được gì hết. Tuy nhiên mình nghĩ rằng mình là bậc trưởng lão, thì những cái việc nhỏ này chưa là gì hết, cho nên là các vị tỳ kheo muốn cho cái vị này dẹp ngã mạn xuống thì mới học được. Và sau đó vị sa di này lại bắt cái vị này là đi xuống hồ nước để đi lên đi xuống để giải bớt cái ngã mạn. Thì sau khi giải bớt rồi mới học được và mới chánh niệm được và mới chứng đắc đạo quả. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng là không có dính mắc vào bất cứ một cái gì chúng ta đã biết, đã học, là chúng ta phải chánh niệm. Cái chánh niệm này nó sẽ giúp chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Thì cái câu Pali và Bhutan Bhutato Pasati, Pasati là thấy những cái nó thật, nó đang xảy ra. Khi thấy thì chúng ta ghi nhận thấy, thì chúng ta chỉ thấy rằng có cái cảnh bằng mắt của chúng ta, rồi cái sự hay biết nó sanh khởi, ngoài ra không một ai ở đây hết. Cho nên trong cái bản kinh Bahiya Sutta thì Đức Phật Ngài đã giảng rằng Ditthi Ditta Mattang Pavisati Sutte Sutta Mattang Pavisati, có nghĩa là trong cái thấy chỉ là sự thấy mà thôi, và trong cái nghe chỉ là sự nghe mà thôi. Thì khi thấy, chúng ta thấy được rằng có con mắt nó thấy cảnh sắc, và tâm nhiệt nhãn thức của chúng ta nó biết được cái cảnh, nhưng ngoài ra không có một cái tôi, cái ta nào ở đây. Và chỉ khi nào hành giả chánh niệm thì hành giả mới thấy được, chứ không qua suy nghĩ. Cho nên khi thấy phải niệm thấy là như vậy. Cho nên chúng ta quay về chánh niệm là ban đầu. Khi thấy phải ghi nhận thấy. Vậy khi nghe, ghi nhận nghe. Rồi trong cái biết của cái tâm của mình chỉ là sự biết mà thôi, và không có một ai này hết. Và trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi, và không có một ai ở đây cả. Khi mà chúng ta chánh niệm chúng ta mới thấy, không chánh niệm chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Và chúng ta nghĩ rằng là luôn có một cái tôi ở đây, và chúng ta muốn kiểm soát tất cả, muốn kiểm soát cơn đau, muốn kiểm soát cái sự suy nghĩ, và muốn kiểm soát cái hôn trầm, vân vân. Nói như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy thì chúng ta mới gọi là thấy đúng, thấy với chánh kiến. Khi hôn trầm, chúng ta ghi nhận hôn trầm thì sau quá trình thực hành chúng ta sẽ thấy được rằng hôn trầm chỉ là cái sự hôn trầm, và nó đến rồi nó đi. Chúng ta không kiểm soát nó được. Và chúng ta biết rằng cái hôn trầm này
phóng tâm này đến đạo quả A La Hán, chúng ta mới hiện trụ được. Cho nên nếu mà chúng ta khó chịu ở trên cái sự phóng tâm và hôn trầm, thì như vậy chúng ta gấp đôi cái tâm bất thiện của mình. Hôn trầm, phóng tâm nó đã là bất thiện rồi, bây giờ chúng ta suy nghĩ là chúng ta khó chịu ở trên đó, thì như vậy chúng ta càng làm cho bất thiện sinh khởi. Giây phút trước bất thiện và giây phút sau cũng bất thiện luôn. Nếu như chúng ta có chánh niệm thì giây phút trước nó là phóng tâm, giây phút sau chúng ta có chánh niệm thì như vậy giây phút sau đó là tâm thiện. Cho nên khi phóng tâm phải ghi nhận kịp thời kịp lúc thì nó vừa sinh khởi phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Vậy khi không trầm sinh khởi, ghi nhận không trầm, không trầm, không trầm. Và những cái này, nó mất lúc này, tuy nhiên nó sẽ sinh khởi vào lúc khác, chứ nó không có diệt đi luôn, quý vị. Khi mà mình nghĩ rằng nó diệt đi luôn thì như vậy mình rơi vào vọng kiến, kiến sai, hiểu sai rằng nó mất đi là nó mất đi luôn. Khi mà chúng ta hành thiền đúng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh và diệt liên tục của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Thì như vậy chúng ta mới thấy đúng. Còn mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chánh niệm được trong lúc này, thế là nó mất đi luôn, thì như vậy chúng ta sẽ vào đoạn kiến. Còn như mà nó sinh khởi và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ kéo dài như vậy mà, ví dụ cơn đau sinh khởi và giả thấy là cơn đau sao mà nó kéo dài mãi, niệm mà không dứt và chúng ta nghĩ rằng cơn đau này nó mãi mãi, thì như vậy chúng ta rơi vào thường kiến, cho rằng nó là thường tồn bất biến. Tuy nhiên những cái cảm thọ này nó đã thay đổi rất là nhiều, nó sanh và nó diệt liên tục vì chúng ta không có chánh niệm vững chắc, cho nên chúng ta không thể thấy được nó thay đổi. Chỉ vì hành giả nào khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt thì như vậy chúng ta mới loại trừ được cái sự thấy sai là có cái bản ngã, cái linh hồn, sự bất biến ở đây, thì chúng ta thấy được nó liên tục thay đổi từ giây phút này qua giây phút kia và nó không đứng yên và nó không theo sự kiểm soát của chúng ta. Cho nên chánh niệm sẽ giúp chúng ta thấy được cái đặc tính riêng, những cái yếu tố tính chất riêng của mỗi vật, và từ cái đặc tính này thì chúng ta mới thấy được cái đặc tính chung. Thì trong cái bản thọ chúng ta thấy nó thay đổi, lúc tăng lúc giảm, lúc nóng lúc lạnh, lúc cứng lúc mềm, vân vân, và nó không có ở yên một trạng thái. Thì như vậy chúng ta thấy được cái đặc tính vô thường của bản thọ. Và trong cái vô thường này chúng ta cũng thấy được cái khổ, vì nó không ở yên một trạng thái, cho nên nó chịu đựng không nổi, cho nên nó phải thay đổi. Thì cái sự chịu đựng không nổi thì đó là cái sự khổ, nó bức bách, nó làm cho chúng ta bức bách, đó là sự khổ, cho nên nó phải thay đổi liên tục. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền, tại sao chúng ta phải thay đổi bao nhiêu? Vì cái sự khổ, vì cái sự bức bách, chúng ta đau khi chúng ta ngồi quá lâu, cho nên chúng ta phải chuyển qua cái kinh hành để chúng ta quen mình. Và cái mục đích đi kinh hành để chúng ta thiết lập chánh niệm. Khi chúng ta ngồi thì chúng ta có định tâm, tuy nhiên đi kinh hành là giúp chúng ta có chánh niệm tỉnh giác hơn. Và khi mà chúng ta thấy được rằng cái sự khổ này, sự bức bách này nó thay đổi vì nó không chịu được, không nổi cho nên nó thay đổi. Và cái sự thay đổi này
hồi chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu được và thấy được ba cái đặc tính vô thường của và vô ngã của mọi đối tượng, của mọi cái đặc tính trên của các sự vật. Thì khi mà chúng ta thấy được cái đặc tính chung thì như vậy chúng ta sẽ không còn chấp vào tất cả những gì mà trước đây chúng ta thấy sai và nghĩ sai. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ kiểm soát được tất cả. Tuy nhiên, ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng không kiểm soát được. Nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, ta không thể mong muốn nó hết đau được. Cho nên, muốn thấy và muốn biết thì chúng ta phải chánh niệm. Đó là cái câu Ehipasipo mà Đức Phật ưng đức pháp. Không biết ưng đức pháp đến để mà thấy thì đến đây thực hành thì chúng ta mới hiểu được, chứ không phải qua lý thuyết. Cho nên chúng ta cố gắng là duy trì cái sự chánh niệm của mình, mạnh niệm kịp thời khi các đối tượng vừa sân khởi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính trên và những cái là các đặc tính chung. Câu hỏi là sao phát hiện con muốn tiếp tục duy trì việc mình thiền và gặp các điều mình chưa rõ thì con có thể hỏi sư cô không ạ? Và hỏi bằng cách nào ạ? Thời gian mình thiền khi tăng lên 1 tiếng 30 phút thì sẽ như thế nào ạ? Thì khi mình chánh niệm thì mình sẽ biết được. Bây giờ 1 tiếng hay 1 tiếng 30 phút hay 2 tiếng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta ngồi, chúng ta có chánh niệm hay không mới quan trọng. Bây giờ chúng ta ngồi 2 tiếng mà chúng ta không chánh niệm, chúng ta than, rồi sân, rồi phóng tâm, rồi suy nghĩ, thì như vậy không nên ngồi nhiều. Khi mà chúng ta ngồi và chúng ta chánh niệm thì chúng ta mới tiếp tục duy trì cái sự chánh niệm của mình. Và nếu như có vị hành giả nào mà sau khó thiền mà chúng ta về tiếp tục thực hành và có những cái điều thắc mắc thì chúng ta có thể hỏi. Và hồi nãy thì đã có nói rằng cái chánh niệm nó sẽ là ông thầy của mình. Cho nên càng chánh niệm thì chúng ta sẽ càng hiểu. Và không phải chúng ta chỉ thực hành 10 ngày ở đây mà chúng ta phải đem về, chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Thì như vậy mỗi ngày cái thiền tập của chúng ta nó sẽ được phát triển và chúng ta sẽ càng ngày càng hiểu được thêm về cái pháp hành của mình. Thế nên là không vội vã, chúng ta không mong muốn theo cái ý của mình mà phải thực hành. Thì sau khi cái sự thực hành của chúng ta nó chín mùi rồi thì chúng ta cái trí tuệ nó sẽ sanh khởi và chúng ta lúc này sẽ không cần đến hỏi tài nơi tài. Và chúng ta sẽ chánh niệm nó sẽ hướng chúng ta, nó sẽ là ông thầy chỉ đường cho chúng ta phải làm như thế nào. Và lúc này cái chánh niệm nó sẽ là cái nơi nương tựa của mình. Và vị nào mà chúng ta thường khi hỏi đó là có nghĩa là chúng ta không có chánh niệm, vì vậy chưa có chánh niệm cho nên là chúng ta mới hỏi. Nếu mà chúng ta thực hành được rồi thì chúng ta sẽ không còn thắc mắc nữa. Cho nên cố gắng
quay về đánh đẹp. Ông suy nghĩ, ông phân tích và không đánh giá. Từ từ, và sau cái sự thực hành đánh đẹp thì chúng ta sẽ hiểu được. Khi con đi tinh hành thì con quan sát vào hơi thở. Thì như thế nào có được không? Khi chúng ta đi tinh hành thì chúng ta phải quan sát trên cái bước đi, trên sự chuyển động. Khi chúng ta không chánh niệm trên hơi thở. Nếu mà chúng ta đi mà chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì như vậy chúng ta đang gọi thiền chỉ Samatha chứ không phải chúng ta đang thiền quán. Thiền quán là chúng ta làm cái gì, chúng ta phải biết cái đó. Và bài pháp vừa qua chắc là cũng đã giải thích được cái câu hỏi này. Thiền chỉ là chúng ta chỉ có ghi nhận trên một đối tượng duy nhất thôi, và chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không ghi nhận các đối tượng khác. Tuy nhiên thiền quán là chúng ta chánh niệm trên bốn đối tượng: thân, thọ, tâm và pháp, chứ không phải ở trên hơi thở không. Nếu mà trên hơi thở không thì chúng ta chỉ thực hành thiền chỉ. Cho nên là trong cái bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật nghe thế, là trong khi đi phải biết đang đi, khi đứng biết đang đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi, khi đắp đi biết đắp đi, khi mang bát biết mang bát. Thì khi mà chúng ta chánh niệm đó, thì khi chúng ta bước đi, tâm của chúng ta ở trên cái chuyển động của cái bước chân của mình. Chúng ta thân ở đâu, tâm ở đó, thân làm cái gì, tâm biết trên cái đó, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Còn khi mà giả chỉ chú tâm trên hơi thở duy nhất thôi, thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái thiền chỉ hay là thiền vắng lặng. Và ở đây ông hướng dẫn quý vị thiền chỉ, chúng ta nhớ là phải chánh niệm trên những gì đang sanh khởi tâm thân và tâm mình. Nếu quý vị thực hành thiền chỉ thì những cái việc mà thực hành thiền quán là chúng ta không có sợ, vì chúng ta chánh niệm được liên tục trên các đối tượng và chúng ta không có dính mắc đến bất kỳ đối tượng nào. Cái gì chúng ta cũng chánh niệm và chúng ta quay trở về, thì như vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn vì những vị nào hành thiền chỉ thì như vậy rất là nguy hiểm. Nếu như không có thầy hướng dẫn thì như vậy sẽ dễ dẫn đến điên loạn. Cái này là Đức Phật nói chứ không phải là ai nói cả. Kaya Bhavana và Chitta Bhavana, cái thiền định hay gọi là thiền chỉ, sẽ dễ làm chúng ta điên loạn. Vì chúng ta tưởng quá nhiều, vì chúng ta không có chánh niệm, chúng ta quay về, vì chúng ta đi theo đối tượng, thì như vậy nó rất là nguy hiểm đối với chúng ta. Và ở đây không hướng dẫn quý vị thiền chỉ, ở đây chỉ hướng dẫn quý vị thiền quán, và các vị phải thực hành theo như vậy. Vì như vậy bảo đảm với quý vị rằng quý vị sẽ không bị vấn đề gì cả. Và nếu như thực hành sai thì như vậy rất nguy hiểm cho mình. Cái đó là do tự mình thực hành. Cho nên là những cái gì hướng dẫn quý vị cố gắng nghe, hiểu và áp dụng, thì như vậy nó sẽ có lợi ích cho cái sự thực hành của mình. Và ngày hôm nay thì các vị thiền sinh đã trình pháp thì đa phần là chúng ta đã trình pháp chánh niệm được. Sau những ngày thiền tập, đó là cái sự tiến bộ trong cái sự chánh niệm. Còn những vị nào không chánh niệm được
là vì chúng ta bị dính mắc vô cái pháp học của mình, cho nên là không có tiến bộ trong cái sự thực hành, cho nên chúng ta phải chánh niệm lại. Và cầu chúc cho tất cả cái tiền sinh của chúng ta luôn có những